thắng giải là quyết định, không do dự, cần là cố gắng, thì là thủy tu, dục là ước muốn. Đấy gọi là sáu cái tâm biệt cảnh. Thì có lúc nó có những cái tâm nó có những cái tâm này, có những cái tâm nó không có cái tâm này. Ví dụ như ở sơ thiền thì nó có tầm có tứ, nhưng mà lên nhị thiền thì nó diệt mất tầm tứ rồi. Hay là ở cái tâm hoài nghi thì nó không có cái tâm thắng giải quyết định đấy. Cái người mà khi mà mình khởi lên một cái tâm do dự thì nó sẽ không có cái tâm, không có cái tâm quyết đoán này. Khi mình đã do dự có nghĩa mình bị thiếu mất cái này. Còn khi mà một người mình không do dự, mình tuệ chi cái gì ra cái đấy, mình hiểu biết, mình có được cái trí tuệ, mình phân biệt được đây là đúng, đây là sai, mình khẳng định đây là đúng, đây là sai, thì lúc đấy nó có cái tâm này, thắng giải biết rõ ràng và quyết đoán rõ ràng. Thì cái tâm con người vậy. Có những cái người cái tâm này nó rất là yếu, cái gì cũng hoài nghi, cái gì cũng do dự. Cái người mà đa nghi là cái tâm này nó rất là yếu, cái tâm thắng giải. Còn cái người mà người ta có cái tâm quyết đoán rõ ràng cái gì là cái đấy, thì cái tâm này nó mạnh, gọi là cái tâm thắng giải, cần có nghĩa là tinh tấn. Thì cái có ở trên đời có những cái người luôn luôn tinh tấn, có những cái người luôn luôn siêng năng, và có những người thì lười biếng. Thì cái người nào mà cái tâm cần này, cái tâm cần này nó mạnh, thì cái người đấy sẽ là cái người rất là năng động. Cái người nào mà cái tâm cần này nó yếu, thì cái người đấy là cái người rất là thụ động. Thế là cái tính cách con người nó khác nhau, là do những cái tâm thức, do những cái nội tâm thức, nó có cái tâm nó trội, có cái tâm mà nó yếu. Ví dụ cái người có cái tâm cần mạnh thì người ta thích hoạt động, cái tâm cần yếu thì thích thụ động. Thì có cái người có cái tâm lúc nào cũng vui vẻ, thì đấy là do cái tâm hỷ này nó mạnh. Nhưng mà cũng có những cái người thì không khi nào thấy vui cả, lúc nào cũng chăm chăm, có khi thì phiền thì nhiều hơn, buồn phiền nhiều hơn là hỷ. Thì cái tâm hỷ này cũng có thể nó mạnh, cũng có thể nó yếu, nó ở từng người. Cái tâm dục có nghĩa là ước muốn. Có những người thì luôn luôn có ước muốn cái này, ước muốn điều kia. Nhưng mà cũng có những người thì sống cứ đến đâu biết đến đấy, không bao giờ biết, không bao giờ có cái mong cầu, mong muốn một cái gì cả. Thì cái người mà có cái tâm mong muốn này tốt hay là không tốt? Mình mong muốn điều tốt thì nó tốt, mình mong muốn cái điều xấu thì nó xấu. Chứ còn nếu mà một cái người mà sống không có cái ước muốn gì, thì cái người đấy lại là một cái người, là một cái người sống như kiểu là không có lý tưởng. Trên thế gian gọi là cái người có lý tưởng, và còn là cái người không có lý tưởng sống gì cả. Thì cái người có nhiều ước muốn, ví dụ như có những cái người người ta ước muốn chứng thành Phật, có người ước muốn là chứng đắc đạo quả, có người thì ước muốn là sinh về cõi thiên giới, có người thì ước muốn được giàu xa mạnh khỏe, có người ước muốn là làm nhiều việc thiện. Thì đấy là những cái ước muốn điều thiện. Có những người thì lại ước muốn những cái điều bất thiện, thì ước muốn là mình sao về lấy trộm được của người khác, ước muốn làm sao mình được hưởng thụ những cái dục lạc, cái ngũ dục trần gian, thì ước muốn làm sao sinh lên thiên giới để được hưởng cái phước báo ở cõi thiên, ước muốn làm sao được hưởng nhiều cái an vui sung sướng. Thì nó cũng là ước muốn, nó cũng là cái tâm dục. Vậy thì cái dục này nó đặt đúng hướng thì nó tốt, nó mà đặt sai hướng thì nó bất thiện. Thì những cái tâm này thì nó có lúc nó khởi lên, có lúc nó không khởi lên, cho nên gọi nó là tâm biệt cảnh. Còn cái tâm, bảy cái tâm này lúc nào nó cũng khởi lên, cho nó gọi nó là tâm biến hành. Biến hành lúc nào nó cũng có cái tâm này trong mình, trong cái tư tưởng của mình lúc nào nó có xúc thọ tưởng tư nhân hành bản quyền tác ý. Năm cái tâm này không có lúc nào nó ngừng nghỉ. Còn năm sáu cái tâm này tầm tứ thắng giải cần thì dục, có lúc nó sinh lên mà có lúc nó không sinh lên, cho nên gọi nó là sáu cái tâm biệt cảnh. Hai mươi năm tâm tịnh hạ. Có những cái tâm bây giờ trong cái tâm thì ai nó cũng như ai, nhưng mà bây giờ mình hướng cái tâm về cái điều gì nhiều, mình tầm tư suy tư về cái điều gì nhiều, thì hay là mình đầu tư cho cái tâm gì nhiều thì cái tâm đấy nó sẽ mạnh lên.
Mình đầu tư cho cái tâm thiện nhiều thì cái tâm thiện nó sẽ mạnh lên. Mình đầu tư cho cái tâm bất thiện nhiều thì tâm bất thiện nó sẽ mạnh lên. Mình hướng tâm đến những cái điều thiện nhiều thì tâm thiện nó mạnh lên. Mình hướng tâm đến những cái điều bất thiện nhiều thì tâm bất thiện nó sẽ mạnh lên. Vậy thì tất cả mình là cái người chủ nhân của nghiệp là vậy. Mình tạo nghiệp là do cái sự hướng tâm của mình. Còn đây là 20 năm cái tâm tốt đẹp, gọi là tâm tịnh hạ, tín, tức là niềm tin. Mà những cái tâm này nó cũng đều thuộc về hành của ấy, nó cũng là những cái tâm hành. Nhưng bây giờ mình khởi lên một cái đức tin thì đấy nó cũng là hành của. Và cho nên là nó có năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức. Thì cái tâm hành, những cái uẩn kia thì nó ít tâm, nhưng mà cái uẩn này nó rất nhiều tâm. Nó rất nhiều những cái tâm nó thuộc về hành uẩn này. Nên một cái người mà học về năm uẩn, hiểu ra được năm uẩn thì mình phải học hết những cái tâm này mình mới hiểu ra được. Ồ thì ra cái hành này nó nhiều tâm như vậy. Nó có 13 cái tâm trước này, xong rồi bây giờ nó lại có thêm 25 cái tâm này. 25 cái tâm tịnh hào, 25 tâm tịnh hào trong cái bản tâm đó. Tín, khi mình có niềm tin về cái niềm tin này thì có những cái người có cái niềm tin mạnh, có người có niềm tin yếu. Cho nên là cái người có những cái người thuộc về người tánh, thuộc về đức tin. Cái người mà có cái niềm tin mạnh ấy, thì ai nói gì cũng nghe, ai nói gì cũng tin. Có khi người ta nói những cái đúng với sự thật thì mình cũng tin. Có những người ta nói dối mình cũng tin. Thì cái người mà tin vào những cái điều sai, những cái điều mà người khác nói dối thì cái tín này nó thành cái gì? Nó thành mê tín. Tin nhưng mà không có tuệ thì nó mê tín. Còn những cái người mà tin đúng với sự thật thì nó tránh tín. Thì thứ nhất là tâm tín. Tín tức là mình tin đúng với sự thật thì mới được gọi là tín. Còn nếu mà cái mặt là tin sai với sự thật thì nó thành tà, mà thành tà kiến. Ví dụ như là người đó tin rằng là có nghiệp thiện, có nghiệp ác. Người làm việc thiện thì được cái hưởng phước báo, người làm việc ác thì phải chịu khổ đau. Thì đấy là niềm tin đúng, thì đó là tín. Mình tin vào cái định luật nhân quả. Niệm là nhớ nghĩ. Nhớ nghĩ thì cái người mà có cái tâm niệm ấy, đôi khi mình nhớ nghĩ đến những cái điều tốt, có khi mình nhớ nghĩ điều xấu. Nhưng mà khi mà mình nhớ nghĩ đến điều xấu thì nó gọi là tà niệm. Tà niệm. Mình khi nhớ nghĩ đến điều tốt thì gọi là chánh niệm. Chánh niệm, cho nên Đức Phật dạy luôn luôn phải phát triển chánh niệm. Thì mới dạy mình phải hành thiền để phát triển chánh niệm. Vậy tín này nó cũng là hành uẩn, và niệm nó cũng là hành uẩn. Tức là luôn luôn mình đang tưởng nhớ đến những cái những người đang hành thiền, nhớ đến hơi thở, niệm hơi thở, nhận biết hơi thở. Thì đấy là mình đang phát triển cái chánh niệm này. Còn nếu bây giờ mà không nhận biết hơi thở thì nó sẽ nghĩ đến cái gì? Nó nghĩ đến đủ những cái chuyện vui buồn, đủ những cái chuyện là hôm trước hay có ai làm cho mình tức, bây giờ mình cứ nghĩ đến cái chuyện đấy. Thì đấy, lúc ấy nó là tạp niệm. Thì mình luôn luôn nhớ đến Phật, đến Pháp, đến Tăng, nhớ đến những cái điều thiện, nhớ đến những cái pháp môn mà làm cho mình vô tham, vô sân, vô si thì là chánh niệm. Nhớ đến những cái gì nó làm cho mình tăng trưởng tham sân si thì đó là tà niệm. Thì đấy là tâm niệm. Niệm này cần phải phát triển. Cái niệm là cái niệm thích tinh hẳn. Có nghĩa luôn luôn phải niệm những cái điều đáng niệm. Nhớ đến những cái điều đáng nhớ, nó là nhớ đến Phật, nhớ đến Pháp, nhớ đến giới, nhớ đến những cái thiện nghiệp mình đã làm như là bố thí, lễ bái, nhớ. Thì đấy là niệm, nhớ hơi thở vào ra, niệm. Tàn là hổ thẹn những điều tội lỗi. Khi mà mình làm những điều tội lỗi thì mình mà có cái tâm vô tàn cũng là trơ trơ, mình không có biết hổ thẹn gì. Giống như là những cái con vật thì nó không, nó làm những điều gì nó cũng chẳng bao giờ biết xấu hổ. Mình chỉ có từ những cái chúng sinh cao cấp mới có cái tâm này, tàm và quý. Chỉ tàm và tâm quý này chỉ có ở những cái chúng sinh cao cấp này. Những cái chúng sinh si nó không có cái tâm này. Chúng sinh có trí tuệ mới có tâm này, tàm quý. Biết hổ thẹn tội lỗi, biết ghê sợ tội lỗi. Tại sao con người lại biết mặc quần áo? Bởi vì biết xấu hổ. Nhưng mà tại sao mấy con trâu bò nó không mặc quần áo? Bởi vì nó không biết xấu hổ.
Vậy tàm là vậy, tàm là biết xấu hổ, làm cái gì nó không đúng là phải xấu hổ, quý là ghê sợ tội lỗi, làm cái gì sai cái là ghê sợ. Tàm là biết tôn trọng mình, quý là biết tôn trọng người khác. Vô tham là không dính mắc, không tham lam, vô sân là không tức giận. Hành xả là cái tâm nó tự tại. Tịnh thân là cái tâm, cái tâm sở bình an. Tịnh tâm là cái tâm nó bình an. Cái tâm của mình lúc nào nó cũng tự tại, nó bình an. Tịnh thân, tịnh tâm. Khinh thân, khinh tâm là có những cái lúc thân tâm nó nhẹ nhàng. Những cái lúc mình để cho cái thân tâm, cái tâm của mình thì tâm sở rồi, nó được nhẹ nhàng. Nhu thân, nhu tâm là cái tâm rồi, mình nó nhu nhuyễn, mềm mại, không cứng rắn. Còn những cái người bất thiện thì cái tâm nó cương cường, nó khó dạy bảo. Cái tâm lúc nào nó cũng bị nặng nề. Còn cái tâm thiện thì lúc nào nó cũng nhẹ nhàng. Như là cho nên là một cái người mà cái tâm người ta đang cái làm điều cái việc thiện thì cái thân tâm nó rất là an vui. Cái người đấy sẽ cái tâm tính nó rất là nhẹ nhàng, không có cáu gắt, không có bực bội, không có buồn phiền. Còn những cái người mà khởi lên cái tâm bất thiện ấy, thì người ta hay cáu gắt, hay bực bội, hay buồn phiền, hay ương bướng. Nhưng còn những cái người mà tâm thiện nhiều ấy, thì cái tâm nó rất là nhẹ nhàng, nó rất là nhu nhuyễn, nó rất là dễ thích nghi. Thì những cái tâm đấy nó là cái tâm khinh, là cái tâm nhẹ nhàng, nhu, có nghĩa là cái tâm nó rất là mềm mại, nó rất là dễ uốn nắn. Ai mà dạy bảo những cái điều tốt là chấp nhận vì cái tâm nó nhu nhuyễn, thuần thục, thích nghi, dễ dàng thích nghi, không có khó. Dạy bảo thuần thân, thuần tâm, tránh tâm và là cái tâm tránh trực. Thì đấy là những cái tâm thiện. Thì tất cả những cái tâm thiện này nó đều là tâm thiện hành. Những cái hành uẩn này, thì tất cả những cái tâm này nó đều nằm trong cái hành uẩn. Cái tâm chánh, chân chánh, tâm thuần thục này, cái tâm tinh luyện này, cái tâm mềm mại, nhu nhuyễn, nhẹ nhàng này, nó đều nằm ở trong hành uẩn ấy. Đây là những cái tâm hành thiện. Chánh ngữ, cái tâm mà nó khiến mình nói những cái lời nói thật. Chánh nghiệp, lương thiện và chánh mạng là sống chi túc, ba cái tâm ngăn ngừa. Chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Chánh ngữ này thì ba cái tâm này có nghĩa là cái người đấy là phải luôn luôn biết giữ giới. Cái tâm mình luôn luôn biết giữ giới, như là không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu đấy. Thế thì là nó mình ngăn ngừa những cái điều bất thiện. Cái tâm nó biết ngăn ngừa, biết giữ giới. Còn cái tâm vô lượng, hai tâm vô lượng bi, khi mình thấy một cái người khổ đau, một chúng sinh khổ đau, mình khởi lên cái tâm thương xót, thì đấy gọi là tâm bi. Mà cũng có bây giờ mình nhìn thấy một chúng sinh đang khổ đau mà mình không thương xót thì nó là tâm gì? Nó là tâm ác, ác tâm. Nhưng bây giờ những cái người mà người ta làm cái việc sát sinh, người ta giết những con vật khác, nó rất là đau đớn, nó rất là rên rỉ, nó rất là khổ sở. Nhưng mà họ có thương nó không? Họ không thương, vậy thì họ ác. Thì cái tâm đó, khi mà thấy mà chúng sinh đau đớn, mình cảm thấy thương xót, thì đó là mình có tâm bi. Mà người có tâm bi thì không bao giờ làm hại được chúng sinh, không bao giờ làm được những cái việc bất thiện, làm cho một chúng sinh khác khổ đau. Một lời nói, một hành động, một ý nghĩ khiến cho một chúng sinh khác khổ đau, mình không thể chịu được, thì đấy là gọi là tâm bi. Còn một cái người mình càng làm cho người khác khổ đau càng tốt, thì nó lại ngược lại thành tâm ác, tâm não hạn. Tâm hỷ có nghĩa là cái tâm này hoan hỷ. Hỷ ở đây có nghĩa là mình thấy một cái người khác được an vui mà mình vui mừng. Mình vui mừng khi thấy những cái người khác có những được thành công, vui mừng trên cái sự thành tựu của người khác thì gọi là tâm hỷ. Nhưng mà nó đối lập lại là tâm, thì nó là tâm gì? Thì mình thấy một người khác thành công mà mình tức bực, tức bực thì nó lại gọi là tâm ganh tị. Thì cái tâm hỷ này là vậy, hoan hỷ khi thấy người khác làm việc tốt, thấy người khác thành công mình hoan hỷ. Tuệ ở đây có nghĩa là cái
cái trí tuệ nó nhận biết, nó nhận thức được đúng với lẽ phải, đúng với sự thật. Thì đấy được gọi là 25 cái tâm này, là 25 cái tâm tịnh hạ, những cái tâm cao, cao thượng. Những cái tâm cao thượng ở dục giới nó cũng có, ở sắc giới, ở vô sắc giới, ở siêu thế nó cũng có những cái tâm cao thượng này. Hành thuộc sắc giới, sơ thiền 34 tâm, nhị thiền tâm, thiền tứ thiền, nó cũng là những cái tâm tịnh hảo đấy, nhưng mà nó ở các cái tầng thiền thì nó cũng là hành nguồn thuộc về sắc giới. Hành nguồn vô sắc giới thì nó cũng là những cái tâm thiện cao, cao thượng đấy, nhưng mà nó ở các tầng thiền không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng thì phi tưởng xứ, thì nó thuộc về hành nguồn vô sắc giới. Thế còn bây giờ đến những cái hành nguồn bất thiện, những cái tâm, những cái tâm hành mà nó tạo ra những cái nghiệp bất thiện, hành sinh cùng với các tâm bất thiện, bảy biến hành xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tác ý, thì bảy cái tâm này nó ở cái tận ở đâu nó cũng có, lúc nào nó khởi lên, thiện nó cũng khởi lên mà bất thiện nó cũng khởi lên, cho nên gọi là bảy cái tâm biến hành. Xúc có nghĩa là nó tiếp xúc với cảnh trần, thọ là nó cảm thọ, tưởng là nó suy tưởng, tư là nó đốc thúc. Vậy thì có lúc mà cái tâm mà tâm sở tư này tạo nghiệp thì nó đốc thúc mình làm việc thiện, có lúc nó thôi thúc mình làm việc bất thiện. Thì tất cả những cái này nhất hành, có những lúc mình nhất tâm làm việc tốt, nhưng có những lúc mình nhất tâm đi làm việc bất thiện. Làm việc bất thiện thì cũng có những cái mình nhất tâm trên cái việc bất thiện, mình chuyên tâm vào đấy thì nó trở thành nhất tâm. Mạn quyền là những cái tâm nó điều khiển các cái tâm khác. Tác ý là mình có cái sự hướng tâm, có cái tác ý đến 6 cái tâm biệt cảnh, tâm tư thắng giải cần hỷ dục. Bốn cái si phần này. Bây giờ với cái tâm si thì nó sẽ có những cái tâm biến hành bất thiện, si vô tàm vô ký phóng dật. Khi mà một cái người khởi lên bất cứ một cái tâm bất thiện nào thì nó cũng sẽ đi kèm với những cái tâm bất thiện đấy. Khi mà mình khởi lên một cái tâm thiện thì bao giờ nó cũng đi kèm với những cái tâm tịnh hạ, tín niệm tàm quý vô tham vô sân hành xả. Những cái tâm đấy là nó luôn luôn đi kèm với tâm thiện. Còn khi nào mình khởi lên một cái tâm bất thiện một cái thì lúc đấy cái tâm của mình nó sẽ chuyển sang cái trạng thái đó là những cái tâm si, hiểu sai sự thật, vô tàm là không biết xấu hổ, vô quý không biết ghê sợ, phóng dật là tâm tán loạn nó sẽ khởi lên. Mình chỉ khởi lên một tâm tham hay một tâm sân, nó cũng đều có bốn cái tâm này nó đi cùng luôn, si vô tàm vô quý phóng dật luôn. Ba cái tham phận, tham tà kiến, tham ngã mạn, tham nghĩa là ham muốn và dính mắc. Tham, ham muốn. Thì cái tâm tham này nó không bao giờ nó đi một mình, mà nó phải đi, một là nó đi với tà kiến, hai là nó đi với ngã mạn. Cái tâm tham chỉ khi nào mình hiểu sai sự thật thì nó mới khởi lên tâm tham. Nhưng bây giờ mình ưa thích một cái gì đó thì mình thì nó có cái hiểu sai sự thật, mình sẽ thấy là ồ cái này đẹp quá, nhưng mà thật ra thì không có cái gì đẹp, cái gì nó cũng là bất tịnh. Ồ cái mình nghĩ là cái này nó là thường, có nghĩa là nó sẽ tồn tại mãi, cho nên mình thích, mình nghĩ là nó sẽ vui lắm, là mình ưa thích, nó sẽ là cái có cái bản ngã, nó là thanh tịnh. Thì lúc đấy khởi lên tâm tham tạp kiến. Còn lúc nào mình khởi lên một cái tâm nó có cái sự ngã mạn, có cái sự kiêu ngạo, như là mình có cái tâm so sánh này, ồ mình hơn người này về tiền tài, mình hơn người này về địa vị, mình hơn người này về sắc đẹp, mình hơn người này về trí tuệ. Cái lúc đấy nó sẽ khởi lên tâm tham và nó đi kèm với tâm ngã mạn. Đấy gọi là ba cái tâm tham phần. Bốn cái tâm sân phần, cái tâm sân, sân tật giận hối. Sân là tức giận, tật là ghen tị, giận là keo kiệt, hối là hối hận. Tức là tâm sân nó có bốn cái trạng thái, bốn cái tâm sân này. Có lúc mình tức giận,
Ví dụ như một cái người nào đó mình làm trái ý mình, nó khiến cho mình tức giận. Một cái người nào đó là người ta đụng chạm đến mình, người ta làm tổn hại đến mình thì mình tức giận, thì cái sân đấy được gọi là cái sân tức giận. Có khi có một cái người nào đấy người ta làm cùng với mình nhưng mà người ta giỏi hơn mình, người ta thành tài tựu hơn mình mà khiến cho mình ghen tức, thì cái tâm đấy gọi là tật. Tật tức là ghen tị. Ghen tị thì cái đấy nó cũng là tâm sân. Mỗi khi mình ghen tị với một ai đó thì nó là tâm sân. Nận mới là keo kiệt. Nận thì có những cái lúc mình chỉ muốn rằng là mình làm được việc này, một mình có cái này thôi. Mình không muốn người khác cũng giỏi như mình không muốn người khác cũng thành công như mình, không muốn người khác đạt được những cái mà mình đang có, hoặc là những cái gì mình có mình không muốn chia sẻ cho người khác. Thì cái đấy nó gọi là tâm bọn sẻ. Tâm bọn sẻ keo kiệt. Tâm hối hận. Hối hận là cái tâm mình đã làm một cái việc gì đó, sau đó mình ăn năn hối hận. Thì khi mình khởi lên một cái tâm hối hận như vậy, nó cũng là sân. Thì khi mà mình hối hận một cái điều gì mình đã làm thì mình rất là buồn. Mà trong cái lúc nào mình buồn đấy thì cái lúc ấy là sân. Hối hận vì mình đã làm một cái việc không đáng làm, hoặc là hối hận vì mình đã không làm những việc đáng làm, thì nó đều là hối hận. Và những cái lúc đấy nó đều là tâm sân. Tất cả những cái tâm này nó đều là hành uổng, hôn trầm thụy miên, hôn trầm. Có những lúc mình nó cái tâm nó cứ đờ đờ, nó không có linh hoạt, nó không có sáng suốt ấy, nó cứ mê muội muội, thì cái tâm đấy hôn trầm. Có những cái lúc mà mình cứ buồn ngủ cứ ngồi nó cứ ngủ rã rưởi thì gọi là cái tâm thụy miên. Thì những cái tâm này nó cũng là những cái tâm bất thiện. Vậy cái lúc nào mình ngồi mà cứ ngủ gật chứng tỏ là lúc đấy mình để cho cái tâm bất thiện nó khởi lên, làm cho mình đờ đẫn rã rưởi. Một nữa là cái tâm hoài nghi, mình nghi ngờ, nghi các cái sự thật, mình nghi ngờ các sự thật thì nó cũng là một cái tâm bất thiện nữa. Si hoài nghi, tâm hoài nghi thì bao giờ nó đi với tâm si mà mình không có hiểu được đây là đúng hay là sai, mình không phân biệt được nó là đúng hay là sai, mình không quyết đoán được nó là đúng hay là sai, thành ra cứ do dự nghi ngờ thì đó là tâm hoài nghi. Hành uẩn của lộ trình tham tà kiến, đến năm cái biến hành, tức là có cái tâm biến hành, có tâm biệt cảnh, có cái tâm si, có tâm tham, có tà kiến, hai cái tâm hôn phật. Vậy ở cái lộ tâm tham tà kiến thì có 17 cái tâm, cộng với một cái thọ, một cái tưởng, một cái thức nữa là bằng 22 tâm tham tà kiến. Thì trong cái pháp thiền Vipassana là một người sẽ phân tích từng cái loại tâm này. Nhưng mà ở cái thiền định thì mình chỉ chú tâm mình để cho nó đang thiền. Nhưng mà sang đến thiền tuệ thì một cái hành giả hành thiền sẽ phân tích từng cái tâm, từng tâm. Ví dụ từng cái tham tà kiến nó có bao nhiêu tâm, lúc đấy vì nó sẽ phân biệt. Nó có xúc thọ tưởng tư nhân hành bằng quyền đáp ý này, tầm tứ thắng giả cần này, ý dục. Xong là si vô tàm vô quý, phóng dật tham tà kiến, hôn trầm thụy miên, tà kiến ngã mạn hay là có tất cả những cái tâm đấy đều được phân tích ra rõ ràng. Có phân tích được những cái tâm như vậy thì mới là một cái người mới có thể hiểu được tâm và mới có thể đoạn trừ được những tâm bất thiện, hay là mới sinh ra được cái tâm nhàm chán đối với các cái uẩn, đối với các cái tâm uẩn. Một người mà không phân tích được tâm thì người đó sẽ có cái tà kiến cho rằng trong cái thân mình nó có cái linh hồn. Cái người mà không phân tích được tâm ấy, thì người ta luôn luôn nghĩ là trong cái thân thì có cái linh hồn, và khi chết cái linh hồn đấy đi ra khỏi thể xác, cho nên là mình cứ nghĩ là sống sao chết vậy, thì đấy là cái tà kiến của thế gian. Thế thì người ta mới là cúng bái cho linh hồn ăn, linh hồn ông bà tiên tổ nhà mình về ban thờ, đặt ban thờ làm mồ làm mạ cho linh hồn ở. Thì đấy là cái tà kiến của thế gian, bởi vì người ta không phân tích ra được các cái tâm. Còn cái người mà phân tích ra được cái tâm, có được cái chánh kiến, bởi vì người ta biết được là trong cái thân này nó chẳng có cái linh hồn, mà nó chỉ có những cái dòng tâm thức, nó do những cái sự tác ý, do những cái nhân duyên nó sinh lên rồi nó diệt đi.
Thì cái người nào mà phân tích được tâm thì người đó có được cái sự giác ngộ. Không phân tích được tâm thì lúc nào cũng ở trong mê lầm, hành nguồn ở nội tâm tham ngã mạn. Năm cái biến hành có cái tâm biệt cảnh, có si vô tham vô quý tham ngã mạn. Thì phân tích ra được các cái loại tâm như vậy, hành nguồn ở tâm sân nó có 7 cái biến hành, 7 cái biến hành sau cái biệt cảnh trừ y hỉ. Sân thì không bao giờ có niềm vui, cho nên là nó chỉ có yêu, yêu thì nó không có hỉ, nên nó phải trừ hỉ đi. Nó có 4 cái si phần. 4 si phần là gì? Si vô tàm vô quý phóng dật, đây nó gọi là ma si phần. Và một cái tâm sân mà có cái hôn trầm thủy miên. Khi nào cái tâm sân mà có người xúi dục thì là lúc đấy cái tâm sân đấy nó không mạnh. Còn khi nào cái tâm sân ấy, mà không có người xúi dục, tự động mình khởi đến tâm sân ấy, thì cái tâm sân ấy nó rất là mạnh. Mà cái lúc mà tâm sân nó mạnh thì nó có hôn trầm không? Có buồn ngủ không? Không. Còn lúc nào mà ai đó mà xui khiến mình, bắt buộc mình phải đi làm cái việc mà mình không muốn làm ấy, thì lúc đấy nó mới làm mà nó cứ rã rượi, nó cứ mệt mỏi, thì là nó có hôn trầm thủy miên. Hành uẩn ở tâm si phóng dật thì có 7 cái biến hành, 4 biệt cảnh. Si phóng dật thì nó không có cái ước muốn gì cả, không có hỉ, không có dục, thì nó có 16 tâm. Hành uẩn ở si hoài nghi thì có 16 tâm. Còn thế nào là cái hành bất định, là hành sinh cùng với các tâm duy tác vô nhân và các tâm duy tác hữu nhân. Nói đến tâm duy tác, cái tâm duy tác nữa thế nào, cái tâm duy tác ở đây, tâm duy tác hữu nhân và tâm duy tác vô nhân, tức là những cái tâm mà nó không để lại cái nghiệp, những cái tâm mà nó không để lại nghiệp thì nó gọi là tâm duy tác. Như là bây giờ mình đi ngủ thì cái tâm mà mình nó ở trong giấc ngủ thì nó là tâm duy tác. Bây giờ mình đi ngủ mình có tạo được thiện nghiệp không? Có tạo ác nghiệp không? Không tạo ác nghiệp thì cái tâm đấy là tâm duy tác. Nên là có những cái lúc mình cũng có những hành động trước cho mình trên cái bước mình đi, nhưng mà mình không quan tâm đến bước đi gì cả. Nên lúc đấy mình chẳng may mình đạp chết những con vật gì dưới chân thì nó có tạo ác nghiệp không? Không tạo ác nghiệp. Nó chẳng để lại cái nghiệp thiện, chẳng để nghiệp ác gì. Nhưng mình có chủ động thôi. Nhưng cái tâm thì mình có cố ý thì nó là cái tâm nó có để lại cái thiện và cái ác. Còn những cái hành động gì mà mình không có cái sự chủ động, không có cố ý thì nó không để lại thiện ác. Hay là những bậc A-la-hán thì hành động nhưng không bao giờ chấp vào những hành động đó, thì nó tất cả những hành động đều là duy tác, tính vô ngã của hành. Và Đức Phật dạy rằng hành này không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta. Quán cái tính vô ngã của hành như vậy. Thì thế nào là tính vô ngã của hành? Bởi vì tất cả những cái tâm đấy, những cái tâm mà mình, mấy chục cái tâm mà mình vừa mới học này, những cái tâm hành này, xúc thọ tưởng tư nhất hành bằng quyền tác ý, hay là tín niệm tàm quý, hay là si vô tàm vô quý, tất cả những cái tâm đấy nó đều có cái tính vô thường, đó là nó sinh lên, nó diệt đi. Cái gì vô thường thì cái đấy là khổ, cái gì khổ cái đấy là vô ngã. Vậy hành không phải ngã ta, bởi vì nó vô thường, tất cả những cái hành động đấy. Thì bây giờ một cái người quán được cái sự vô thường ấy, thì trên cả những cái hành động thiện hay bất thiện nó cũng là vô thường hết. Mình thấy nó không có cái gì, không có cái việc làm gì là của mình cả. Ví dụ như bây giờ mình đi làm được rất nhiều việc thiện, nếu như mình có cái chấp trước về cái thiện, như mà tôi làm được rất nhiều việc thiện, tôi có nhiều công đức lắm, tôi giúp được nhiều người lắm nhé, thì cái lúc đấy là cái người đấy có giác ngộ không? Người đấy sẽ không giác ngộ, bởi vì có cái sự tham ái chấp vào các hành. Hoặc là bây giờ một người nói là tôi làm rất nhiều việc bất thiện, tôi đã từng làm rất nhiều việc bất thiện, sát sinh trộm cắp, rồi là đủ những cái thiện bất thiện khác, cho nên bây giờ lúc nào tôi cũng cảm thấy tự ti, tôi cũng cảm thấy hối hận,
thì cái người đấy cũng là cái tâm đấy cũng là cái tâm không giác ngộ. Vậy thì cái người mà có được cái trí giác ngộ thì sẽ thấy tất cả những cái hành động tốt cũng vô thường, không nên chấp trước. Tất cả những cái hành động xấu cũng là vô thường, không nên chấp trước. Cho nên là tất cả những cái hành động gì cũng đừng chấp vào nó, dù mình có làm bao nhiêu việc tốt hay bao nhiêu việc xấu mà mình không tham ái, không chấp thủ với nó, bởi vì nó chỉ là giả tạm mà thôi, nó là vô thường. Cái gì vô thường thì cái đấy là khổ. Thiện rồi cũng khổ, bất thiện cũng khổ, mình còn có chấp vào nó là sẽ còn khổ. Mình kể cả mình bây giờ mình làm được nhiều việc tốt nhưng mình chấp vào nó thì mình sẽ còn tái sinh. Mình còn tái sinh dù là mình sẽ được hưởng cái phước của cái sự tái sinh đấy. Thế nhưng mà trong cái lúc mình hưởng phước thì mình vẫn đau khổ. Ví dụ mình có sinh lại làm người để mình hưởng phước giàu sang, sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức khỏe, nhưng mà rồi mình vẫn phải chịu cái khổ của cái sự sinh diệt. Có sinh lên phải có chết đi, rồi lại sinh lên rồi lại chết đi, cứ liên tục như vậy, còn sinh còn tử, thì cái sinh tử đấy là cái khổ. Có cái gì nó sinh lên cũng phải chịu cái sự diệt đi. Vậy thì tất cả mọi cái đều là vô thường, là khổ. Cái gì vô thường là khổ thì cái đấy là giả ta, cái đấy không phải là ta, không phải của ta, phải tự ngã của ta. Vậy những cái việc tốt cũng không phải không có cái ta, đấy. Cái việc xấu nó cũng không có cái ta ở đây. Thì cái người đấy sinh lên cái tâm nhàm chán, buông bỏ tất cả, tốt cũng buông bỏ, xấu cũng buông bỏ, nhàm chán ni tham đoạn diệt từ bỏ, thì cái người đấy mới là cái người giác ngộ. Người đấy sẽ có chính trí, có được cái trí tuệ của cái sự giác ngộ. Thì đấy là cái thấy được cái tính vô ngã của hành, thì mình không còn chấp trước bất cứ một cái việc gì mà mình đã làm, mình đang làm và mình sẽ làm. Bất cứ một cái việc gì của người khác đã làm, đang làm và sẽ làm, không còn chấp trước một cái gì. Không có thấy, không có thấy một cái người khác làm được nhiều cái việc gì đó thì mình cũng không ngưỡng mộ, là bình thường. Vì nó cái việc gì nó cũng là vô thường giả tạm hết. Ôi cái người đấy sao mà làm được nhiều việc thế, thì nó bảo tất cả những việc đấy cũng là giả tạm, là vô thường hết. Những cái gì cũng thế, cái tức là mình phá vỡ ra được cái sự chấp trước về những cái công việc của mình, và phá vỡ ra được cái sự chấp trước về những cái việc làm, những cái hành động của người khác, hành động của mình và của người khác cũng đều coi là vô thường, là giả tạm hết. Thì đấy gọi là cái tính vô ngã của hành. Như vậy quán tất cả hành theo 11 cách, dù là những hành động ở quá khứ, ở hiện tại, ở tương lai, ở bên trong, bên ngoài, thô tế, cao thượng, hạ nhiệt, ở xa, ở gần, tất cả những hành động đấy đều là vô thường, là khổ, là vô ngã. Quán như thế, quán tính vô ngã của hành thì làm gì? Để nhàm chán đối với các hành, nhàm chán đối với tất cả các hành, hành gì mình cũng nhàm chán hết. Để ni tham đối với các hành, để đoạn diệt tham, diệt trừ hết tham ái đối với các hành, để từ bỏ các cái hành động tạm nghiệp, và để đạt được chánh trí, nó giác ngộ sự thật, và để chứng đắc niết bàn, giải thoát khổ đau. Đấy là cái pháp mà Đức Phật dạy, là một cái pháp đi đến đoạn diệt tất cả những cái tham ái dính mắc, và đi đến sự niết bàn. Là vậy, dù là cái hành tốt xấu thì cũng nhàm chán, không có tham đắm vào bất cứ một cái hành nào, diệt trừ hết tham ái chấp thủ vào hành, từ bỏ được các cái tạp nghiệp và chấm dứt khổ đau. Đấy là quán tính vô ngã của hành là để như vậy. Hành thiện sẽ có quả báo như thế nào, hành bất thiện có quả báo như thế nào, hành bất lĩnh có quả báo như thế nào. Đi tìm hiểu thêm về cái hành nữa. Hành thì nó sẽ có hành động thiện, có hành động bất thiện, và có cái hành động không thuộc về thiện cũng không bất thiện, hành động vô duy tan, vô ký, hành thiện dục giới khi trổ quả ở hiện tại. Tức là cái người nào mà có nhiều cái hành động thiện ở dục giới, như mình có tín niệm tàm quý vô tham vô sân vô si đấy, thì khi nó trổ quả ở hiện tại thì được thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, tiếp nhận và suy xét những cái cảnh hài lòng.
Tức là nếu mà những cái thiện nghiệp nó trổ quả thì mình luôn luôn, mắt mình luôn luôn được thấy những cái cảnh mà mình ưa thích, tai được nghe những âm thanh ưa thích, mũi được ngửi mùi hương ưa thích, lưỡi được nếm những cái vị ngon ưa thích, thân xúc những cái chạm ưa thích, mình cái tâm mình suy xét tiếp nhận những cái mà mình hài lòng, thì những cái lúc mình sống cái cuộc sống mình cảm thấy yêu đời ấy, thì lúc đấy là thiện nghiệp nó đang trổ quả. Thiện nghiệp nó trổ quả, nó làm mình cảm thấy là sao nhìn ta cũng yêu đời. Nhưng mà cái này mình có giải thoát được không? Cũng không giải thoát đâu. Nếu mà mình cảm thấy còn có nhiều cái ưa thích quá, nhưng mà nếu mà những cái này nó trổ quả nhưng mà mình vẫn cảm thấy bình thường, không tham ái, không dính mắc thì giải thoát. Còn nếu mà cái hành đấy nó cho quả cái lúc cận tử, nếu mà những cái hành động thiện ấy, nó cho quả lúc cận tử thì mình sẽ sinh làm người, sinh làm các cái vị chư thiên thần ở cõi trời dục giới. Đấy, nếu mà nó trổ quả cái lúc cận tử, cho nên là cái lúc cận tử có những cái người mình nào ấy, mình mà muốn cho những cái người thân mình sinh về cõi này, mình phải nhắc nhở cho họ nhớ lại những cái thiện nghiệp đã làm, nhắc nhở cho người ta nhớ những thiện nghiệp. Ví dụ như lúc ấy tưởng hay tụng kinh lễ Phật, hay là mời các thầy đến để nhắc nhở cho cái người đấy, nhưng mà phải là cái lúc người đó còn tỉnh táo mê rồi nữa chẳng nhắc nhở được nữa, còn chết rồi mới mời thầy đến để tụng kinh là vô ích. Chết thầy đến tụng kinh cái lúc chết là không còn tác dụng nữa, mà phải cái lúc còn tỉnh táo phải nhờ thầy đến nhắc nhở cho người đó nhớ lại những thiện nghiệp đã làm, nhớ này là đã quy y Tam Bảo này, đã giữ giới này, đã lễ Phật này, đã cúng dường này. Thì đấy là những thiện nghiệp luôn luôn phải cho người ta chánh niệm, hoặc là đã hành thiền. Nếu mà thường hành thiền niệm hơi thở đến lúc chết thì chú tâm hơi thở. Nếu người đó hay niệm ơn Đức Phật lúc chết thì nhớ đến hình ảnh Đức Phật, nhớ đến ơn Đức Phật, chết với những cái thiện nghiệp đấy thì sinh về cõi này. Còn nếu mà lúc chết mà nhớ đến cái việc sát sinh này, mình đã từng giết con này con kia này, nhớ đến cái hành động trộm cắp này, tà dâm nói dối uống rượu, hay là tham ái dính mắc với tiền tài vật chất danh vọng là bị đọa, lúc chết rất là quan trọng. Lúc đấy cái tâm nghĩ đến cái điều gì thì cái kiếp sống tái sinh nó sẽ đi về cái cảnh đấy. Cho quả sau khi tái sinh, nếu mà sinh lại làm người được sống lâu, hay là sinh về chư thiên sống lâu mạnh khỏe sắc đẹp an vui trí tuệ, đấy là những cái nghiệp thiện nó cho quả vậy. Nhưng bây giờ cái người mà sống lâu đấy là do cái người đấy có thiện nghiệp, còn nếu mà không có cái thiện nghiệp hỗ trợ thì mình không có sống lâu, sống được thời gian thì thế nào mình gặp cái chướng gì đó mình chết. Mạnh khỏe cũng vậy, người có phước thì mới khỏe, còn cái người mà không có phước thì cũng yếu đau bệnh tật liên tục. Sắc đẹp cũng vậy, người có phước thì mới có sắc đẹp, người không có phước thì xấu xí. An vui cũng vậy, người có phước thì lúc nào cũng an vui nhẹ nhàng, cái người mà vô phước lúc nào cũng khổ đau, lúc nào cũng buồn phiền, lúc nào cũng thấy nó kêu ca về cuộc đời sao mà khổ thế. Cái người vô phước trí tuệ cơ mà, thì đấy là những cái thiện nghiệp nó cho quả mình mới được hưởng những phước đấy. Bây giờ mình bảo đi cầu ai đó phù hộ cho mình được sống lâu mạnh khỏe an vui sắc đẹp trí tuệ thì có đúng với sự thật không? Những cái cầu đi cầu là sẽ là mê tín là tà kia, không có ai ban được cho mình những cái này hết mà do mình tạo tác ra, cái người tạo thì mình có đi cầu là sai. Hành thiện sắc giới và vô sắc giới là chứng đắc tứ thiền bát định cho quả. Nếu mà một cái người hành thiện mà chứng đắc được thiền ấy, thì cái quả trong hiện tại ấy, là cái người đó là khi mình nhập vào tầng thiền là mình an trú ở trong cái sự an lạc tối thượng, tức là cái sự an lạc ở trong thiền nó rất là cao thượng. Nên là một cái người mà nhập vào tầng thiền, người đó không còn cảm giác thấy những cái sự vui buồn ở thế gian, tâm nó không bị dao động, thân này nó cũng không cảm nhận thấy những cái nỗi khổ. Ví dụ cái lúc ấy mà cái bụng nó đói nó cũng không biết thì mình đang đói mà. Có những cái bệnh tật nó đau nhức mà lúc mình ngập ở trong thiền thì cái an lạc của thiền nó chế ngự luôn cả những cái khổ thọ ở thân, và cái nhập ở trong các cái tầng thiền nó chế ngự hết những cái sầu bi im nam. Nên cái người mà nhập ở trong thiền người ta không biết sầu bi, nên cái người nhập thiền thì nó an lạc tự tại, ấy là chú trọng cái sự an lạc cao thượng. Cho quả lúc cận tử là tái sinh với các cõi phạm thiên, cho quả sau khi mà tái sinh đổi hưởng phước báo ở các cái cõi phạm thiên,
cõi Phạm Thiên thì hưởng cái phước báo của cõi Phạm Thiên, không cần ăn, không cần mặc, không cần gì hết. Thì bây giờ chúng sinh mà cần ăn, cần mặc, cái chúng sinh không cần ăn, cần mặc thì ai có phước hơn? Cái một người không cần ăn, không cần mặc, một người thì luôn luôn phải ăn, phải mặc. Thì cái Phạm Thiên thì vẫn không cần ăn, không cần mặc, không cần thở, không cần gì hết. Còn bây giờ cái chúng sinh là có người mà không nhịn thở một lúc mà chết, nhịn ăn mấy ngày là chết, nhịn mặc cũng không chịu được. Còn Phạm Thiên là có được hưởng cái phước là như vậy, không cần gì cả. Thì mình muốn cái cõi nào này? Muốn cái cõi không cần gì cả hay là muốn cái cõi cái gì cũng cần? Thì bây giờ mình tạo cái nghiệp gì mình sẽ sinh về cái cõi đấy, mình tạo cái nghiệp gì thì mình nó sẽ được, nó sẽ ra cái quả như vậy. Thế nên cái quả nó trổ sau khi ta sinh. Còn hành thiện siêu thế hiện tại là hưởng cái an lạc hữu dư y niết bàn, và tương lai là nhập đại bát niết bàn. Cái người mà hành cái thiền vipassana thiền tuệ, mà khi mà đắc được các cái pháp thiền tuệ, đắc được trí tuệ rồi, giác ngộ được chân lý, thì cái người đấy có thể chứng đắc được hữu dư y niết bàn. Nếu vị đó còn cái thân năm uẩn còn sống ở thế gian thì vị đó còn cái thân này, nhưng mà các phiền não nó diệt trừ hết rồi, tham sân si nó không khởi lên nữa, và vị đó chỉ còn sống trong cái tâm thiện, không còn tâm bất thiện nữa, thì vị đó được gọi là hữu dư y niết bàn, hưởng cái quả hiện tại. Và cái tương lai là vị đó sẽ nhập đại bát niết bàn. Khi nào mà chết là vị đó sẽ đầm nhập đại bát niết bàn, nó không còn cái thần thức đi tái sinh nữa. Thì đấy là cái hành thiện siêu thế, tức là cái người muốn có hành thiện siêu thế thì phải hành thiền tuệ. Cái người mà muốn có cái thiện nghiệp về hưởng cái phước ở cõi Phạm Thiên thì hành thiền định. Cái người mà muốn hưởng những cái phước ở cái cõi trời, cõi người sống lâu sắc đẹp an vui sức khỏe trí tuệ thì phải hành cái thiện nghiệp là bố thí giữ giới. Giữ giới, bố thí, cung kính, phục vụ, có 10 cái thiện nghiệp. Còn bây giờ mình mà muốn sinh về những cõi khổ thì tạo những cái hành như thế này. Hành bất thiện này. Khi mà những cái hành động bất thiện nó cho quả hiện tại, mình thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và tiếp nhận, suy xét những cảnh không hài lòng. Thế là khi mà cái hành bất thiện khi mà nó cho quả, nếu mà nó cho quả ở trong hiện tại này, mình làm những cái việc bất thiện. Như bây giờ một cái người làm việc bất thiện xong đó bị công an bắt đi vào tù ấy. Vào tù lúc nào cũng nhìn thấy công an cầm cái đồi cui để trên tay ấy, thì lúc đấy có thích không? Đấy là thấy những cảnh không hài lòng, gông cùm xiềng xích, không được tự do nữa, nghe người ta đánh mắng chửi suốt ngày, nghe những cái tiếng không hài lòng, ở những cái nơi hôi hám, ăn những cái thức ăn thì không ngon. Thì lúc đấy là luôn luôn phải tiếp nhận những cái cảnh không hài lòng. Đấy là kết quả của nghiệp bất thiện nếu như nó trổ ngay trong hiện tại. Nhưng bây giờ nếu như một cái người tự nhiên mình mắc một cái bệnh gì đó, một cái bệnh gì rất là khổ đau, bệnh ung thư, bệnh sida hay là cái bệnh bệnh hủi, bệnh cùi gì đó, thì lúc đấy cái cảnh vật trước mắt mình nó có còn đẹp nữa không? Mình còn yêu đời nữa không? Hết luôn. Tại sao thế? Bởi vì lúc đấy cái ác nghiệp nó trổ quả, cái nghiệp bất thiện nó trổ quả, nó khiến cho mình cảm thấy thế gian này không còn ý nghĩa gì nữa. Tất cả các cảnh vật thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm không còn ý nghĩa. Lúc đấy người ta có làm nên những cái món ngon cho mình ăn không ăn được vì thân thể đang đau đớn, ăn được và mua những cái đồ rất là đẹp, những cái vòng vàng, cái trang sức cho mình đẹp lên nhé, mình có thích nữa, vô nghĩa, nên mọi thứ nó trở nên vô nghĩa khi mà cái quả của nghiệp bất thiện nó trổ. Đấy là cái quả nghiệp là nó sẽ không, mình sẽ thấy mọi thứ nó trở nên nhàm chán. Khi mà nó mà cho quả cái lúc tái sinh thì mình lúc cận tử ấy, nó trổ quả lúc cận tử thì mình sẽ thái tinh vào các cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, a tu la. Và sau khi chết nó sẽ cho quả đó là cảm thọ những cái sự thống khổ về thân tâm cho đến khi hết nghiệp bất thiện đó. Nếu mà mình tái sinh vào địa ngục thì mình sẽ cảm thọ những cái nỗi khổ cho đến khi nằm ra khỏi địa ngục, nằm ngã quỷ cũng được, tái sinh nằm súc sinh. Và Atuna là những cái cõi khổ
cho đến khi nào hết nghiệp thì nó mới hết hết khổ, còn nghiệp nó còn khổ. Hành vi tác không thiện không ác thì nó cho quả như thế nào? Giờ có một cái người mà tạo cái nghiệp cũng không thiện mà cũng không ác thì nó sẽ cho quả. Hành vi tác là hành vô hiệu quả, không để lại nghiệp. Những cái gì mà nó không có cái sự chủ động làm là nó không để lại nghiệp. Nếu bây giờ mình buồn ngủ quá mình phải đi ngủ, thế mà mai nó có để lại cái nghiệp gì không? Nó chẳng để lại nghiệp thiện, nó chẳng để lại nghiệp bất thiện. Giờ đói quá đi ăn, nó chẳng để lại nghiệp thiện, nó chẳng để lại nghiệp bất thiện. Nhưng mà mình ăn với tâm tham thì sẽ để lại nghiệp, ăn với tâm sân để lại nghiệp. Còn nếu mà không thì nó chỉ là cái hành động bình thường thì nó không để lại nghiệp gì hết. Cái hành vi tác một bậc a la hán thì cái tâm không còn vui buồn, không còn tham ái, thì hành gì nó cũng là hành vi tác và nó không có kinh nghiệm gì hết. Muốn phát triển được thiện hành thì phải làm sao? Bây giờ biết là cái tâm của mình, cái tâm, cái những cái tâm hành ấy, hành uẩn nó đi với cái tiệm, đi với tâm thiện thì nó tạo những cái thiện nghiệp, nó đi với tâm bất thiện thì nó tạo ác nghiệp. Nhưng mà một cái người mình là hiểu Phật pháp thì mình sẽ luôn luôn muốn là làm sao mình tạo được thiện nghiệp, làm sao để không phải tạo ác nghiệp. Thế bây giờ muốn phát triển được thiện nghiệp, thiện hành thì phải làm sao này? Phải có một cái tác ý chân chính. Cái người tôi gọi là như lý tác ý. Trong kinh Đức Phật gọi là cái người đấy phải có như lý tác ý thì cái người đấy sẽ luôn luôn tạo được những cái thiện. Thì cái hành thiện nó luôn sinh khởi. Chứ cái người mà phi như lý tác ý thì luôn luôn tạo những cái ác nghiệp. Tác ý, như tác ý mong rằng mình sẽ là người có từ tâm, không có sân tâm. Mình phải có một cái mong muốn như vậy thì cái tâm từ nó mới khởi lên liên tục. Không có sân tâm, mong rằng mình sẽ là người hào phóng không keo kiệt. Mong rằng mình sẽ là người chân thật không gian dối. Mong rằng mình sẽ là người tạo phước chứ không tạo tội. Mong rằng mình sẽ là người có nội tâm thanh tịnh chứ không muốn mình là người có nội tâm ô nhiễm. Mong rằng mình sẽ là người có trí tuệ chứ không phải là người si mê. Mong rằng mình sẽ là người theo chánh pháp chứ không theo tà pháp. Mong rằng mình sẽ giải thoát sinh tử chứ không chìm đắm trong luân hồi. Thì nhờ có những cái tác ý như vậy thì mình mới có những hành động chân chính. Nhưng mà tại vì cái tâm của mình bây giờ mình nghĩ sao ai biết không? Không ai biết, bây giờ mình trang điểm ra bên ngoài ấy thì ai người ta cũng biết. Cho nên là thường thường ấy, con người ta là hay chú trọng đến cái hình thức, đến cái thân thể thôi, có cái gì đẹp mình khoe ra bên ngoài. Còn cái tâm của mình nó tốt nó xấu thì mình biết chứ ai biết đâu mà lo. Cho nên là cái thế gian người mà không có cái như lý tác ý thì người ta sẽ tác ý phi như lý mà. Mình cứ khởi lên tâm sân cần gì phải từ tâm với ai mà. Mình cứ keo kiệt tội gì phải hào phóng với ai, mình cứ gian dối tội gì phải chân thật với ai. Thì những cái tác ý đấy gọi là phi như lý tác ý. Mình phi như lý tác ý như vậy thì nó tạo nên ác, nó tạo nên những cái tâm bất thiện, những cái hành động bất thiện nó sẽ sinh theo. Những cái mình có tác ý đúng thì những cái hành động thiện nó mới sinh lên, nó mới sinh theo. Mà những cái này là tự mình phải khởi lên, thì mình phải khởi lên, nó nằm sâu thẳm trong tâm mình, chỉ có mình mới biết thôi. Chỉ có mình mới biết, cho nên chỉ có mình mới chỉnh sửa được cái tâm của mình. Cái người khác không có thấy được tâm của mình, không có chỉnh sửa được cái tâm của mình cả. Vậy thì cái người hành thiện, cái người có nhiều cái hành động thiện hay nhiều cái người hay nhiều cái hành động bất thiện chính là do người đó có cái tác ý cái thiện nhiều, hướng tâm đến điều thiện nhiều. Cái thiện tâm nó phát triển nhiều thì người đó sẽ có cái thiện hành nhiều. Cái người mà luôn luôn tác ý những điều bất thiện thì người đó sẽ có những cái hành bất thiện nhiều. Như thế tác ý như thế nào cho sinh ra ác hành? Thì mình biết là ác hành thì để lại quả báo rất là khổ đau, nhưng mà nó cũng do cái tác ý của mình mà sinh ra ác hành. Tác ý làm sao sinh ra ác hành? Mong rằng người khác phải sợ mình, có muốn điều đó không? Làm sao à? Mong rằng người khác không thuận theo mình sẽ gặp khổ đau à? Người nào mình bảo không nghe, mong sao mình gặp rủi ro khổ đau à? Thì đấy là tác ý bất thiện. Mong rằng người không thuận theo mình sẽ luôn gặp thất bại. Mong rằng những gì mình có không ai có. Mong rằng mình có được những thứ mà người khác có.
thấy mình thấy người khác có thì mình mong muốn ước gì mình được như người đấy, nhưng mình có rồi mà ước gì người khác đừng được như vậy. Mong rằng những tội lỗi của mình không ai biết đến, mong rằng mình sẽ biết đến những tội lỗi của người khác. Ai có tội lỗi gì mình phanh phui được ra đây, còn tội lỗi của mình mong đừng ai phanh phui hết. Thì có những cái tác ý như vậy, đấy nó là cái phi như lý tác ý. Thì một cái người mà có những cái phi như lý tác ý như vậy thì sẽ hay có những cái hành bất thiện nó sinh lên, những cái tâm hành bất thiện nó sinh lên, và những cái tâm hành thiện nó sinh lên. Cái người được học Phật pháp thì cái tâm hành thiện nó sẽ sinh lên nhiều hơn những người không học Phật pháp. Và cái người thực hành Phật pháp thì cái tâm hành thiện nó sẽ sinh lên liên tục và rất là mạnh mẽ. Còn những người mà không thực hành Phật pháp thì những cái tâm bất thiện nó sẽ sinh lên mạnh hơn. Thế bây giờ mình mà muốn biết ai thiện ai bất thiện thì mình căn cứ vào đâu? Căn cứ người đó có học Phật pháp hay không. Người học Phật pháp thì cũng mới vừa vừa thôi, người đó có thực hành Phật pháp hay không. Tác ý là mình là người ngu nhưng mong rằng người khác nghĩ là mình là người có trí. Mình là người xấu nhưng mong rằng người khác nghĩ mình là người tốt. Mình là người bòn xẻn nhưng mong người khác hào phóng với mình. Mình là người gian dối nhưng mong người khác hãy tin tưởng mình. Mình là người bất tài nhưng mong người khác hãy trọng dụng mình. Mình không có đức hạnh nhưng mong người khác phải cung kính mình. Có cái ngược đời phải không? Thì thế gian là sống điên đảo, là sống ngược đời đây. Ở thế gian có phải là người ta thích sống thế này không? Sống rất ngược đời. Như vậy là tác ý không chân chính và nó tạo nên ác hành. Những cái này thì nó sâu thẳm ở trong tâm mình, đâu có ai biết. Mình suy nghĩ gì, mình biết lo gì. Chính vì vậy cho nên là người ta tạo ác nhiều hơn là tạo thiện. Tạo việc thiện thì thỉnh thoảng làm việc thiện cho người khác biết, khen ngợi thôi. Trong tâm đẩy dậy những cái ác nghiệp. Còn những người nào mà thích, thực sự mà thích có những cái ác, cái thiện hành ấy, thì cái người đó sẽ không chấp nhận những cái tâm bất thiện nó khởi lên, không chấp nhận những cái tâm tham sân si nó khởi lên. Rồi người đó tìm cách diệt trừ nó bằng cái cách là phải thực hành giới định tuệ thì mình diệt trừ được nó. Khi ta ngủ có hành gì? Ngủ một cách tự nhiên thì hành vô ký, ngủ ni bì tham đắm với ngủ là hành bất thiện. Khi ăn thì có hành gì? Ăn một cách tự nhiên không để ý đến mùi vị của nó thì hành vô ký. Ăn thưởng thức cái vị ngon là hành bất thiện, là hành tham. Ăn trong chánh niệm quán tưởng đến sự bất tịnh của vật thực thì là hành thiện. Ăn trong chánh niệm, tức là Đức Phật dạy là phải quán những cái thức ăn là bất tịnh. Chứ Đức Phật không có dạy là thức ăn là cao thượng, là cao quý gì hết. Thì có người nói là ăn đúng thì hành động đúng. Ăn thế nào là đúng? Ăn mà quán nó là bất tịnh thì ăn đúng. Ăn mà quán ủi cái này ngon quá, này ngon, thì đấy là ăn không đúng. Khi nói thì có hành gì? Nói đúng sự thật thì hành thiện. Người nói sai sự thật, không có lợi ích thì là hành bất thiện. Người nói không lợi, không có hại là hành vô ký.